Xin chào các bạn. Tiếp tục với series khám phá về các thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về Đá Lát, một trong những đảo chìm có vị trí gần với đất liền nhất và cũng là nơi đặt ngọn hải đăng cao nhất ở quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, đảo Đá Lát còn được đánh giá là một trong những điểm sáng về công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển, đồng thời là khu vực nhộn nhịp nhất trong ngư trường Trường Sa. Đầu tiên là điều kiện tự nhiên của thực thể này. Theo đó, Đá Lát là một dạng san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam chúng ta đang kiểm soát thực thể địa lý này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đá Lát cũng chính là thực thể có vị trí gần với đất liền nhất trong số 21 thực thể đang có Hải quân Nhân dân Việt Nam đóng giữ ở quần đảo Trường Sa, khi đảo này chỉ cách Vịnh Cam Ranh khoảng 453 km và cách Vũng Tàu hơn 500 km về phía đông nam. Ngoài ra, Đá Lát còn cách đảo Trường Sa lớn hơn 24 km về phía tây và cách đá chữ thập, thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép khoảng 160 km về phía tây nam. Tên gọi của đảo chìm Đá Lát có lẽ xuất phát từ hình dáng của những dãy san hô trải dài trên đảo như những viên gạch xếp sát nhau. Như trên bản đồ thì Đá Lát là đảo có thêm san hô khép kín, nằm theo trục đông bắc tây nam, có chiều dài lớn nhất khoảng 6,4 km, chiều rộng lớn nhất khoảng 1,6 km và diện tích là 9,9 km2, tương đương với khoảng 990 ha, gấp 4 lần diện tích đá Cô Lin mà 5 phút thôi đã làm ở video trước. Khi thủy triều lên thì đảo này ngập hoàn toàn dưới nước, còn khi thủy triều xuống thì một vài bãi san hô và đá nhô lên khỏi mặt nước. Nhìn chung, mỗi khi thủy triều lên xuống thì độ cao của đảo sẽ khác nhau, song độ cao trung bình của đảo sẽ ước tính vào khoảng 0,4 mét. Mặc dù Đá Lát cũng có một lòng hồ ở giữa với diện tích khoảng 2,6 km2, nhưng nhìn chung địa hình lại khá bằng phẳng và nông. Trong khu vực lòng hồ của đảo Đá Lát, hiện có 3 xác tàu đắm đã bị rỉ sét ở phía tây nam, phía nam và phía đông nam của đảo. Khi nhìn trên hình ảnh vệ tinh thì chúng ta sẽ không thấy các xác tàu này, nhưng nếu đi bằng tàu thì có thể nhìn thấy từ xa bằng mắt thường. Trong thế chiến thứ hai thì một chiếc tàu ngầm của Hà Lan trên đường đi sang vịnh Subic của Philippines cũng đã bị mắc cạn tại bãi san hô này. Do không thể thoát khỏi nơi mắc cạn, cho nên các thủy thủ đoàn của nó đã được tàu ngầm Hoa Kỳ giải cứu. Và để ngăn con tàu không bị đối phương chiếm thì tàu ngầm của Hà Lan đã bị phá hủy bằng chất nổ, hải pháo và ngư lôi phóng từ tàu Hoa Kỳ. Vào năm 2016, lực lượng công binh của Hải quân Việt Nam cũng đã đào một kênh nước nối từ biển vào lòng hồ ở rìa phía nam của bãi đá để tàu thuyền của ngư dân từ biển phía ngoài dạng san hô có thể vào trong lòng hồ để tránh bão giông hoặc là tiếp tế nước ngọt, lương thực cũng như là neo đậu sau một đêm dài đánh bắt hải sản. Về vị trí địa lý thì có thể nói đảo Đá Lát là đảo nằm gần đất liền nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời là đảo có lòng hồ khép kín và khá rộng. Chính vì vậy mà thực thể này đã trở thành nơi neo đậu lý tưởng của nhiều tàu thuyền mỗi khi thời tiết xấu và là một trong những khu vực nhộn nhịp nhất trên ngư trường Trường Sa khi có nhiều tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung chạy ngang qua vùng đảo chìm này để đến với ngư trường truyền thống của nước ta. Bên cạnh đó, đảo Đá Lát còn nằm ở trung tâm khu vực phía Nam Biển Đông, chắn trước đá chữ thập và có vị trí trọng điểm khi là nơi mà hầu hết các tàu bè ra vào eo biển Malacca đều phải đi qua. Với thềm san hô tương đối rộng lớn, bằng phẳng, vùng biển nông nằm ở vị trí cửa ngõ của Biển Đông, gần với đất liền của Việt Nam, được che chắn bởi các đảo Trường Sa lớn, Đá Tây, Đá Đông và Trường Sa Đông, cũng như cách xa các đảo đá đang bị nước ngoài chiếm đóng phi pháp, nên có thể nói Đá Lát là một trong những đảo hiếm hoi của Biển Đông hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trạm trung chuyển quốc tế, nơi cứu hộ sự cố cũng như là nơi tránh bão an toàn và phục vụ nhu cầu tiếp tế hậu cần cho các tàu thuyền sau chuyến hải trình dài từ khu vực Đông Bắc Á đến eo biển Malacca hay chiều ngược lại. Nhìn chung, nếu như được đầu tư đúng mức thì Đá Lát có thể đem lại những lợi thế to lớn cho Việt Nam, cũng như có thể ngăn chặn được ý đồ bành trướng và hợp pháp hóa các đảo đá đang bị Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Malaysia chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Về thời tiết thì ở đây cơ bản chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Trong đó, mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 và mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 đến 30 độ C, thấp nhất khoảng 15 độ C và cao nhất lên đến 36 độ C. Độ ẩm trung bình hàng năm từ 76 đến 80%. Việc mang độ ẩm cao và mang theo nhiều sương muối đã làm cho trang bị vũ khí, khí tài nhanh chóng bị xuống cấp và lương thực thực phẩm cũng nhanh chóng bị hư hỏng. Mỗi năm thì ở đây có tới hơn 130 ngày có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió đông bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, gió mùa tây nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10. Trong đó, tháng 4 là tháng có ít gió mạnh nhất, bởi đây cũng là thời điểm chuyển tiếp gió mùa đông bắc sang gió mùa tây nam. Từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm thì đảo thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi những cơn bão nhiệt đới, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cung ứng lương thực thực phẩm cho các chiến sĩ đóng quân tại đảo. Đá Lát, điểm sáng công tác dân vận. Sau khi thống nhất đất nước,
Khi đó thì kinh tế còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển và các đảo lại nằm rải rác trên một diện tích rộng lớn, cho nên lực lượng hải quân của chúng ta mới chỉ đóng giữ tại một số đảo nổi tại quần đảo Trường Sa. Tới năm 1988, cụ thể là trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền năm 1988, thì hải quân ta mới bắt đầu đóng giữ thêm một số đảo và bãi đá tại quần đảo Trường Sa, đồng thời xây dựng chúng để củng cố thêm chủ quyền của nước ta, trong đó có Đà Lạt. Cụ thể là vào 9 giờ 30 phút vào ngày 5 tháng 2 năm 1988, thì lực lượng của Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân do Đại tá Phạm Công Phán chỉ huy đã triển khai đóng giữ đảo Đà Lạt. Ngay sau khi trấn giữ Đà Lạt, lực lượng công binh Hải quân đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng đảo đá này để khẳng định chủ quyền của dân tộc. Với tinh thần khẩn trương, đến ngày 20 tháng 2 năm 1988, lực lượng công binh Hải quân đã xây dựng xong nhà cao chân trên bãi Đà Lạt và bàn giao cho các cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo. Khi đó thì Đà Lạt là một trong những đảo chìm được xây dựng nhà cao chân sớm nhất tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hiện ở khu vực phía nam của đảo vẫn còn lưu giữ cọc bê tông đã bị nước biển ăn mòn, đó chính là dấu tích của ngôi nhà cao chân do lực lượng công binh hải quân đã xây dựng trên đảo. Đến năm 1994 thì công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đã xây dựng trên đảo Đà Lạt một ngọn hải đăng. Hải đăng Đà Lạt không chỉ có vị trí đặc biệt trong hệ thống hải đăng của Trường Sa mà còn được biết đến là ngọn hải đăng cao nhất ở Trường Sa với chiều cao lên tới 42m. Đèn chiếu ở hải đăng Đà Lạt là một loại đèn chớp có 3 tia, chu kỳ 15 giây và hiệu lực ánh sáng tầm 28 km vào ban ngày và 33 km vào ban đêm. Chức năng của ngọn hải đăng này có tác dụng chỉ vị trí đảo, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí của mình. Do ngọn hải đăng nằm cách vị trí đóng quân chính khoảng hơn 1 km, cho nên để duy trì hoạt động thì cứ mỗi 2 đến 3 tháng, tàu hậu cần lại nhận nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho chiến sĩ tại đây. Khó khăn hơn nữa là ngọn hải đăng này được xây dựng bên trong một dạng san hô, nên khi tiếp tế thì tàu phải neo đậu ở vùng nước sâu và dùng cano để chuyển hàng vào. Do đó vào mùa biển êm thì việc tiếp tế khá thuận lợi, nhưng vào mùa biển động thì sẽ rất khó khăn do cano nhỏ và sóng lớn rất nguy hiểm. Tại Đà Lạt ngày nay thì lực lượng Hải quân Việt Nam đang duy trì một điểm đóng quân ở phía bắc bãi đá này. Sau nhiều lần xây dựng, tu sửa, tổ hợp kiến trúc tại Đà Lạt bao gồm một nhà lô bền và một nhà văn hóa đa năng nằm cách nhau khoảng 65m và được kết nối với nhau bằng một cây cầu bê tông. Công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng có tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào từ tháng 2 năm 2018 và được đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2018. Công trình có quy mô gồm một tầng hầm và 3 tầng nổi, có chỗ trữ nước mưa, nước ngọt từ đất liền trở ra, có bể chứa dầu cung cấp cho các tàu thuyền, có các nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng đọc sách, phòng tập thể dục và phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Công trình còn có các phòng ngủ bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại đảo, có hệ thống pin năng lượng mặt trời và một không gian chung để các chiến sĩ trồng rau, tăng gia sản xuất. Có thể nói là công trình nhà văn hóa đa năng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nâng cao khả năng phòng thủ của đảo Đà Lạt nói riêng và huyện đảo Trường Sa nói chung. Nhà văn hóa đa năng đưa vào sử dụng không chỉ là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ tại đảo mà còn góp phần giúp ngư dân tránh trú mỗi khi có bão, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trên đảo điều hành và quan sát các tàu cá của ngư dân vào đăng ký tại đảo. Vì là đảo chìm nên Đà Lạt gần như không có màu xanh của cây cối và giống như những đảo chìm khác, ở đây có nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt phải lấy từ nước mưa và vận chuyển từ đất liền ra. Đảo có 2 vườn rau xanh, mỗi vườn ước tính khoảng 20m² và được che chắn công phu. Trong vườn có nhiều loại rau xanh để cải thiện chất lượng bữa ăn. Bộ đội trên đảo còn nuôi thêm lợn, gà, nhưng do điều kiện mặt bằng chật nên số lượng rất ít. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ ở đây còn tăng cường đánh bắt cá biển, ốc biển, sau đó phơi khô hoặc để tủ lạnh ăn dần. Vào năm 2019, thì cán bộ chiến sĩ trên đảo Đà Lạt đã tăng gia sản xuất được hơn 1 tấn thịt, cá các loại và hơn 700kg rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Qua đó có thể thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng của các cán bộ chiến sĩ trên đảo, mặc dù điều kiện sống ở đây vô cùng khó khăn. Tuy là đảo chìm, diện tích nhỏ hẹp, nhưng được sự quan tâm của nhà nước và nhân dân cả nước nên đời sống vật chất tinh thần của các cán bộ chiến sĩ trên Đà Lạt nói riêng và tại các điểm đảo khác nói chung tại quần đảo Trường Sa đang từng bước được cải thiện hơn. Ở Đà Lạt thì cũng được trang bị TV thu nhận tín hiệu của vệ tinh đài truyền hình Việt Nam, hệ thống karaoke kỹ thuật số, tủ sách, báo với nhiều đầu sách bao gồm nhiều thể loại như là pháp luật, chính trị, văn hóa, vân vân, có thể giúp các cán bộ chiến sĩ trên đảo giải trí và nắm bắt được những thông tin trong và ngoài nước. Ngoài ra, đảo cũng được trang bị hệ thống điện gió, điện mặt trời, hệ thống thu phát sóng vệ tinh, sóng điện thoại, vân vân, đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cũng như là tinh thần của các chiến sĩ đang công tác ở đây. Có thể nói là mặc dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã không ngừng phấn đấu để có thể xây dựng Đà Lạt trở thành một điểm đảo đoàn kết, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ trên đảo
còn luôn phát huy cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển quê hương, cũng như là sẵn sàng cứu hộ, hỗ trợ vật chất, tinh thần và là chỗ dựa vững chắc để bà con ngư dân có thể an tâm bám biển. Đặc biệt, Đà Lạt còn được đánh giá là một trong những điểm sáng về công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển. Mỗi năm, các cán bộ chiến sĩ và các thầy thuốc quân y trên đảo đã khám, cấp thuốc và sơ cứu cho hàng trăm lượt ngư dân bị ốm đau khi đánh cá trên vùng biển, sẵn sàng hỗ trợ nước ngọt, gạo, rau xanh, thực phẩm cho ngư dân khi cần. Theo số liệu ghi chép trên đảo, thì vào năm 2018, đảo Đà Lạt đã tổ chức giúp đỡ hơn 1.683 lượt ngư dân ghé đảo, xác nhận cũng như là khám bệnh trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. 4 tháng đầu năm 2019, đảo cũng đã tổ chức hỗ trợ hơn 500 lượt ngư dân. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Đà Lạt còn thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luật biển, giúp nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, an ninh, chủ quyền biển đảo, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên biển hợp lý, khoa học, giúp ngư dân tránh trú bão tố, tạo quan hệ gần gũi, gắn bó giữa đảo và ngư dân. Nhìn chung thì cũng giống như những điểm đảo khác, Đà Lạt cũng là một trong những điểm tựa vững chắc cho ngư dân trong quá trình bám biển, đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống của ông cha ta theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế, cũng như là góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta. Và đó là một số thông tin về Đà Lạt. Nếu thích video này thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.